tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, lãnh đạo xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, tại nhà một người dân trên địa bàn xã Tam Hợp vừa xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng trên địa bàn khiến hai người thiệt mạng. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là ông HBQ sinh năm 1964 và vợ là bà HTH sinh năm 1971, trú tại xóm Chợ Bãi, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tối ngày 27 tháng 8, sau khi phát hiện vụ nổ, người dân chạy đến hiện trường kiểm tra thì phát hiện nhiều bức tường trong nhà đã bị sập, mái ngói bị thổi bay. Khi kiểm tra xung quanh hiện trường, người dân phát hiện có ít nhất một người đã tử vong. Theo người dân xung quanh, vụ nổ lớn như bom khiến những ngôi nhà xung quanh bị hư hỏng cửa kính và tài sản. Vào trong hiện trường, người dân phát hiện bình ga trong nhà vẫn còn nguyên và có nghe mùi khét. Nhận được tin báo từ người dân, công an huyện Quỳ Hợp đã lập tức có mặt, tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện thi thể bà HTH bị nhiều mảng bê tông và vật dụng sinh hoạt đè lên. Lãnh đạo xã Tam Hợp cho biết hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho người thân mai táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân của vụ nổ đang được cơ quan công an điều tra. Bước đầu mọi người đang nghi có thể do nổ khí ga. Căn nhà của vợ chồng ông Quy nằm bên quốc lộ 46C. Hai vợ chồng ông Quy bà Hát tận dụng khoảng trước nhà mở quán ăn. Khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 8, người dân địa phương nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ khu vực nhà bếp. Vụ nổ lớn khiến phòng bếp đổ sập, mái tôn bị hất văng. Sức ép của vụ nổ khiến nhà hàng xóm bên cạnh bị hư hại. Theo lãnh đạo xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, hai vợ chồng ông Quy sống hiền lành, không có mâu thuẫn gì. Thời điểm xảy ra sự việc, các con đang đi làm ăn xa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xác nhận, khi đang dọn vệ sinh đốt rác ở khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Pnon, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, anh SK, sinh năm 2006, dân quân tự vệ thường trực tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Pnon, huyện Đức Cơ đã tử vong do một quả lựu đạn phát nổ. Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 27 tháng 8, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Pnon, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, lực lượng dân quân tự vệ tổng dọn vệ sinh trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã Ia Pnon. Có 4 dân quân tự vệ, trong đó có anh SK dọn vệ sinh khu vực vườn rau tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Pnon thuộc khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Pnon, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 9 giờ 45 phút sau khi dọn vệ sinh xong khu vực vườn rau, 3 dân quân đi ra khỏi vườn rau trước. Dân quân SK ở lại lên sau, bất ngờ có tiếng nổ lớn. Vụ nổ làm dân quân SK tử vong tại chỗ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể khi anh SK dùng cuốc dọn dẹp đốt rác xới đất, không may cuốc trúng quả đạn bị chôn vùi dưới đất, khiến quả đạn phát nổ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ cho rằng vụ nổ có thể do quả lựu đạn cũ còn tồn tại sau chiến tranh. Trong lúc dọn dẹp, nạn nhân không để ý nên cuốc trúng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Ngày 27 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng cho biết, địa phương đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực đồi đất sát bên trường tiểu học Quang Trung, thị trấn Đạ Tẻ. Theo Ủy ban Nhân dân huyện, ngay sát phía sau khuôn viên trường tiểu học Quang Trung là đồi đất mái dốc đứng có độ cao từ 40 đến 70 mét so với mặt bằng xây dựng các phòng học. Trong mùa mưa năm 2024, một lượng bùn đất lớn thường xuyên chảy từ phía đồi đất xuống khuôn viên nhà trường. Sau một số trận mưa lớn thời gian qua, phía trên đồi đất đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở đất cục bộ. Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra toàn bộ khu vực đồi đất phía sau trường tiểu học Quang Trung. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nguy cơ sạt trượt, sạt lở đất ở khu vực này rất cao, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của giáo viên, học sinh và tài sản của nhà trường. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với trường tiểu học Quang Trung khắc phục tạm thời các sự cố để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025.
cơ quan chức năng đã tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tăng cường tuyên truyền để người dân, giáo viên, học sinh tuyệt đối không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở đất, xây dựng phương án ứng phó, di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra tình huống sạt lở. Ủy ban Nhân dân huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đầu tư xây dựng kè chống sạt lở đất tại trường tiểu học Quang Trung. Trường tiểu học Quang Trung thuộc tổ dân phố 3A, thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ có khuôn viên khoảng 15.000 m2 với 18 phòng học, 4 phòng bộ môn, khu hiệu bộ, nhà đa năng. Năm học 2024-2025, toàn trường có gần 600 học sinh các lớp. Trong mùa mưa năm 2023, tình trạng nước và bùn đất đã nhiều lần chảy thẳng xuống khuôn viên trường, tràn qua các lối đi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục tạm thời bằng cách đào rãnh thoát nước phía sau trường để dẫn vào hệ thống mương tiêu. Liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao các sở, ngành liên quan kiểm tra, tham mưu việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó sạt trượt tại trường tiểu học Quang Trung, thị trấn Đạ Tẻ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, học sinh, giáo viên và nhà trường. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hòa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường theo dõi phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra do ảnh hưởng của mưa lớn. Để kịp thời phòng ngừa nguy cơ sạt lở, lũ quét và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục triển khai giải pháp cấp bách để chủ động phòng, chống tình hình mưa lũ, sạt lở đất như chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các công điện, văn bản trước đó. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và 10 huyện của tỉnh chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cử lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời ra soát các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường có thể xảy ra. Đặc biệt, các đơn vị địa phương kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện, tài sản ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc trực ban 24/24 giờ để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Đăng Trường, sinh năm 1988, trú tại làng Blang Ba, xã Iade, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai về hành vi xâm hại thân thể người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan công an, đối tượng Đỗ Đăng Trường khai nhận, vào tháng 5 năm 2024, trong lúc vợ không có nhà, đối tượng đã hai lần xâm hại thân thể cháu NT là con riêng của vợ. Trước đó, mẹ của cháu NT, sinh năm 2011, học sinh lớp 8, thấy cháu NT có triệu chứng đau bụng nên người mẹ đã đưa con đến thăm khám tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trong khi thăm khám siêu âm, các bác sĩ phát hiện trong tử cung của nữ sinh có một thai nhi khoảng 15 đến 16 tuần. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nữ sinh, các bác sĩ đã hội chẩn thống nhất chuyển NT đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để theo dõi. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế đang làm thủ tục thì người mẹ và cháu T đã tự ý rời khỏi bệnh viện. Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa có công văn khẩn số 2544 về việc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 mang thai. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã nắm thông tin về trường hợp bệnh nhân nữ NT đã đến khám tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku với kết quả siêu âm bụng có một thai sống trong tử cung khoảng 15 đến 16 tuần. Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Pleiku khẩn trương báo cáo tình hình có liên quan đến cơ quan công an để biết và xem xét xử lý theo quy định, báo cáo về Sở Y tế để theo dõi, chỉ đạo. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương ghi nhận số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất tại khu vực phía Nam trong năm 2023-2024 với 156 ca mắc bệnh và 6 ca tử vong. Riêng năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 49 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, không có ca tử vong.
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh đậu mùa khỉ tại TP.HCM là nam giới chiếm 100% với độ tuổi trung bình là 32, nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi. Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là từ 30 đến 39 tuổi, 46%. 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ đồng giới MSM. Đáng lưu ý, có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV. Ông Nguyễn Hồng Tâm thông tin thêm, thành phố chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh. Dòng virus gây bệnh hiện vẫn là clade 2B, dòng gây dịch cho các nước trên thế giới. Chưa phát hiện clade 1B là dòng mới của bệnh đậu mùa khỉ. Dịch vẫn lây chủ yếu trong nhóm nam quan hệ đồng giới hoặc lưỡng tính qua hành vi quan hệ nam nữ không an toàn. Về quy trình phòng chống bệnh, ngành y tế thành phố vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện giải trình tự gen một số mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của virus gây bệnh, đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, giám sát chủ động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lưu ý lồng ghép giám sát, dự phòng với hoạt động phòng chống HIV/AIDS, giám sát tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa, da liễu, các cơ sở y tế công lập và tư nhân cung cấp các dịch vụ về phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là thực hành quan hệ an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!